đâu. Anh ôm em chỗ này ấm áp quá. Gia gì? Tôi đã nói rồi, không tôn trọng nhau sao? Anh à, anh làm phải tôn trọng đi xíu đi. Anh nói chuyện với gia vậy? Người ta mới tới mà. Mới tới cái gì? Tôn trọng đi. Tôn trọng cái gì vậy? Nè, một có người ơi, làm gì không? Mà mọi người ơi, nè đừng có giỡn nha, em mới tới nha, em tên là Thành, mọi người đừng có giỡn nha. Cảm ơn mọi người.